hello anh em nhá. Hiện tại đang chuẩn bị quay cho em trai hai cái gò má các bạn này, hai cái mí đen, và chrome anh em nhá, chrome. Các bạn ơi, đang thay cho em mí đen và chrome này. Cái này bằng mạ chrome luôn anh em nhá, nó là chrome sẵn luôn. Đó, cái này thì mình đã bán và quay rất là nhiều cho anh em xem rồi. Hôm nay thì tiện thể sang càng mới thì lắp cho em cái đôi chrome luôn. Đó, đôi chrome anh em ạ. Cái này gọi là đồ chơi anh em nhá. Thế là cuối cùng thay xong rồi. Cái này thì rất đơn giản rồi anh em. Nó có mỗi hai cái chốt đây các bạn này, hai cái chốt và hai con ốc, vít đây. Một con này và một con này. Các bạn tháo cái mặt ga lăng này ra, sau đó các bạn tháo rút nó ra rồi đây. Đây là cái mí chrome và một cái mí dán chrome anh em nhé. Ok đây anh em, đẹp căng luôn. Giờ mình sẽ lắp vào là xong. Đẹp căng luôn. Hello anh em nhá. Hôm nay thì mình lại đang thực cảnh lắp cái gò má của xe Hyundai HD. Dòng xe này rất là phổ thông trên thị trường anh em nhé. Con này là chrome xịn anh em ạ, có nghĩa là đây là nó là chrome sơn luôn chứ không phải là chrome dán anh em nhé. Đấy, con này đang lắp bên lái đây, vừa rồi có lắp bên phụ em xong rồi đấy các bạn thấy không, đây là thay vào chrome này cho tổng thể luôn, ga lăng chrome, mí chrome và ốp của má chrome là một trong những cái bộ sản phẩm dòng Hàn Quốc sản xuất ra dòng này đấy các bạn này. Đây đấy, nó thay toàn bộ anh em nhé, cái này là thay toàn bộ, các bạn tháo này ra và lắp này vào chứ không phải là các bạn ốp vào như kiểu mấy cái đồ chơi ốp xi nhan đèn pha ở đâu, mà chúng ta phải thay thế luôn nhá. Đấy, tháo thì rất là đơn giản thôi anh em. Có mỗi chốt này, có mỗi con ốc 10 thôi, có mỗi con ốc 10, đây con ốc 10 đây các bạn. Đây, giờ mình sẽ hướng dẫn qua cho các bạn xem qua nhé. Đầu tiên là các bạn sẽ tháo cho mình cái lắp này ra này. Các bạn tháo đèn xi nhan này ra, tháo cái mí ra một chút. Đấy, và bên trong là có con ốc 10. Đấy, còn mở cửa ra bên trong là có con ốc 10 đây. Người làm chỗ này các bạn nhìn bản lề phía dưới nhá, bản lề phía dưới thì cách này cái bản lề phía dưới nó có con ốc 10, các bạn cầm cả lê 10 hoặc cái T10 bạn tháo này ra, anh em nhìn rõ không ạ? Các bạn nhìn này, tháo nó ngoài ra cho mình. Đấy, sau đó thì bên trong cái gò má ấy, ủa trong nhà ấy là gì kìa, bên trong ấy thì là nó sẽ có ba cái cửa các bạn ạ, đây hai cửa và một cửa trên, anh em cứ giằng mạnh nó ra phía trước nhá, giằng mạnh ra phía trước là nó sẽ ra thôi. Rất là đơn giản luôn. Đấy, các bạn cứ giằng mạnh nó ra nhá, giằng mạnh ra phía trước. Đấy, sau khi các bạn tháo cái đèn xi nhan ra, các bạn sẽ giằng mạnh ra. Các bạn thấy không? Rất đơn giản luôn. Sập cửa này. Đấy, ok chưa? Đấy. Em ơi, sau khi lắp xong nhá, thì các bạn nhớ lấy lại cái này cho mình nhá. Các bạn ấn vào đây cho mình nhá. Đấy, thế là nó mới xong. Đấy, thế là xong cho em trai các bạn nhá. Cảm ơn em trai rất là nhiều luôn. Đấy, xem trai cũng khá là nhiều đồ chơi. Đấy các bạn ạ, đây hôm xong rồi thì mình quay lại cho các bạn xem toàn cảnh này các bạn này. Đấy các bạn thấy không, toàn cảnh chiếc xe của em trai đây. Thay mí đèn này, gò má trên này, đấy, ốp cần gạt mưa này, ốp gương này, đấy. 2650 của em thôi. Em là nước thải ở đâu à? Ok ok ok. Có K5 lít không? Có ạ, có. Vậy là 650 các 350 là 1 triệu nhỉ? Đúng rồi bác ạ. Em gửi anh. Em cảm ơn anh ạ. Ok. Vâng ạ. Cảm ơn bác nhiều nhá. Cảm ơn em rất là nhiều luôn. Cảm ơn bác và cảm ơn em. Cảm ơn em trai rất là nhiều luôn. Hẹn gặp lại em trai ở video sau. Đấy, xe của bạn ấy đi đang hỏi giật bùn sau à, kiểu gì mai kia bạn cũng mua. Đấy, cái nông các bạn, giá cắt luôn. Cảm ơn em trai rất là nhiều nhá, anh em ơi, anh em nhớ dùng ô tô Nhật Đức ủng hộ mình nhá các bạn nhá. Đấy, số nhà 110 các bạn nhá. Cảm ơn em trai rất là nhiều, anh em.